Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Ngọc nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu quý cô chú anh chị em. Đế sạch đẹp ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Rồi chị chào Thái. Dạ em chào cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay nhà vườn có lên số hoa giấy ghép thành phẩm. Em mong cô chú anh chị xem đến cuối clip để chọn những cây mà mình yêu thích đi, ủng hộ cho nhà vườn em ạ. Dạ địa chỉ nhà vườn của em là ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0706 763012, cũng là số Zalo của em ạ. Mong cô chú thương tình ủng hộ em ạ. Dạ bữa nay thì em lên mã D nghe cô chú anh chị. 1D. Dạ 1D là một cây lá cẩm thạch. Cái cây này thì nó có bị chày lỗi tí xíu mà nó không ảnh hưởng gì cây của mình nghe cô chú anh chị. Đã xử lý keo hết rồi anh chị. Cây này về vô dây bonsai cực kỳ đẹp. Dạ vòng cổ em đo được là 18. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 35. Dạ 1D em xin giao lưu là 250 ạ. Cây này nó có lỗi nên em để giá nó hơi mềm nữa cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 2D ạ. Dạ 2D là một cây bè la can ạ. Cây này nó rất lùng lực nha cô chú anh chị. Cây này làm chia làm 3 tay quý anh chị em, 3 chi. Dạ vòng cổ em đo được là 22. Dạ cao là 54. Dạ tán ngang là 30. Dạ 2D em xin giao lưu là 300 ạ. Em bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 3D ạ. Dạ 3D là cây Golden Gown nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 64. Dạ tán ngang là 30. Dạ 3D em xin giao lưu là 280 ạ. Cây này có bộ đế khá là đẹp quý anh chị em. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 4D ạ. Cũng là một cây Golden Gown nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 17. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 40. Dạ 4D em xin giao lưu là 280 ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 5D. Cũng là một cây Golden Gown nha cô chú anh chị. Cây này thì cái đế nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó ra hoa mới bao nhiêu là nó ra tược nó bao nhiêu là ra hoa đó cô chú anh chị. Nó nhanh nó dễ ra hoa lắm. Dạ vòng cổ em đo được là 23. Dạ cao là 76. Dạ tán ngang là 35. Dạ 5D em xin giao lưu là 500 ạ. Dòng này cánh cái chọt hoa nó rất là dài quý anh chị em. Nhánh hoa nó rất là dài. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 6D ạ. 6D là một cặp nhiều màu cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cây mini quý anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 10. Dạ cao là 54. Dạ tán ngang là 35. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Dạ cao là 50. Dạ tán ngang là 35. Dạ 6D em xin giao lưu là 260 ạ. Rồi một cặp nha cô chú anh chị. Dạ em ghép gồm có là thái đỏ, thái cẩm thạch đỏ và thái cẩm thạch vàng. Tím siêu bông. Và màu là thái cẩm thạch màu trắng là 3 màu, tím siêu bông là 4, bè la can là 5. Còn cây bên này là bè la can là 1, màu hồng là 2. Tím siêu bông là 3. Màu vàng là 4 à, cây này có 4 cũng có 4 màu nha cô chú anh chị. Cây 5 cây 4 à. Dạ một cặp em xin giao lưu là 6D em xin giao lưu 260 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 7D ạ. Lá xanh quý anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Dạ cao là 72. Dạ tán ngang là 45. Dạ dòng cổ em đo được là 16. Dạ cao là 60. Dạ tán ngang là 40.
Dạ 7 đêm xin giao lưu là 350 rồi gồm một cặp nha cô chú anh chị. Đây này em ghép thì gồm có là trắng tiết là 1, ghép pizza là 2. Một ca da ta là 3. Tím lá xanh là 4, cây này làm có 4 màu nha cô chú anh chị. Tím lá xanh hải dương lên hoa. Cây này thì tím tiết là 1, ghép pizza là 2. Để xuống thấp dễ kiếm. Tím Huế là 1, ghép pizza là 2. Hồng tuyết là 3. Tím tiết là 4. Dạ cây này cũng có 4 màu nha cô chú anh chị. Mỗi cây có 4 màu ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 8D ạ. Dạ 8D là một cặp đỏ ghép pizza đỏ. Dạ vòng cổ em đo được là 11. Cao là 50. Dạ tán ngang là 35. Dạ vòng cổ em đo được là 12. Dạ cao là 54. Dạ tán ngang là 36. Dạ 8D em xin giao lưu là 280 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 9D, cũng là một cặp lá xanh nhiều màu. Dạ vòng cổ em đo được là 13. Dạ cao là 48. Dạ tán ngang là 40. Dạ vòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 46. Dạ tán ngang là 40. Dạ 9D em xin giao lưu là 260 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép gồm có một ghép pizza là 1, Kayata là 2, màu trắng tiết là 3. Dạ tím lá xanh nữa là 4. Cây này em ghép gồm có ba lá canh lá xanh là 1, tím tiết là 2, dạ tím lá xanh là 3. Dạ cây này thì có 3 màu hả cô chú anh chị ơi. Cây 3 màu, cây 4 màu. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 10, mã 10D. 10D cũng một cặp lá xanh nhiều màu. Dạ dòng cổ em đo được là 12. Dạ cao là 56. Dạ tán ngang là 40. Dạ dòng cổ em đo được là 12. Dạ cao là 54. Dạ tán ngang 40. Dạ 10D em xin giao lưu là 280 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ em ghép màu trắng tiết là 1, ghép pizza là 2. Tím lá xanh là 3. Dạ mỗi cây em ghép là mỗi cây ghép 3 màu nha cô chú anh chị. Cây bên này thì ghép pizza là 1 và trắng tuyết là 2. Bè la canh lá xanh là 3. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 11D. Dạ dòng cổ em đo được là 17. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 40. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Cao là 54. Dạ tán ngang 40. Dạ 11D em xin giao lưu là 300 mà gồm một cặp nha cô chú anh chị. Gồm một cây ghép pizza và một cây phụng hoàng lửa. Rồi tiếp theo lên cho mình là mã 12D. 12D là một cây cẩm thạch nhiều màu nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 68. Dạ tán ngang là 40. Dạ 12D em xin giao lưu là 280. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây này em ghép còn có màu đỏ cẩm thạch, màu vàng là 2, màu trắng là 3, màu hồng là 4, bè la canh là 5, tím siêu bông là 6. Dạ cây này gồm có 6 màu nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 13D. Dạ 13D thì cũng là một cây cẩm thạch nhiều màu nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 40. Dạ 13D em xin giao lưu là 250 ạ. Dạ cây này thì em ghép màu gồm có là tím siêu bông là 1,
Bề lá can là 2 ạ. Ngọc trắng cẩm thạch là 3. Đỏ lửa cẩm thạch là 4. Màu đỏ của cẩm thạch là 5. Tím tiết là 6. Tím tiết là 6 màu. Dạ cây này có 6 màu của chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 14 chị. 14D ạ. À. 14D cũng là một cây cẩm thạch nhiều màu, dòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 74. Dạ tán ngang 40. Dạ 14D em xin giao lưu là 250 ạ. À. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép gồm có là màu hồng là 1 ạ. À. Tím tiết là 2 ạ. À. Bè la can là 3, tím siêu bông là 4 ạ. À. Đỏ lửa cẩm thạch là 5 ạ. Cam cầu vồng là 6. Cam cầu vồng là 6. Dạ cái. Cái này cũng 6 màu. Có thể hơn quý anh chị em, do một số nó chưa lên. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 15D ạ. 15D cũng là một cây cẩm thạch nhiều màu ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 82. Dạ tán ngang là 45. Dạ 15D em xin giao lưu là 250 ạ. Đây này em ghép một có màu hồng là 1. Màu trắng cẩm thạch là 2. Đỏ lửa cẩm thạch là 3. Cam cầu vồng là 4. Tím tiết là 5. Bè la can là 6. Dạ cây này thì cũng gồm có 6 màu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em lên cho mình là mã 16D ạ. 16D là cũng cẩm thạch em ghép 3-4 màu nha cô chú anh chị. Dòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 45. Dạ 16D em xin giao lưu là 250 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép gồm có là cam lửa là 1 ạ, đỏ lửa là 2 ạ, ghép bi da cẩm thạch là 3, tím siêu bông là 4 ạ. Dạ cây này thì có 4 màu nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 17B ạ. Ở 17D chứ. Tím lụa anh chị em, phơm tàn đặc ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 16. Dạ cao là 60. Dạ tán ngang là 45. Dạ 17D em xin giao lưu là 280 ạ. Hoa màu tím cánh rất là to anh chị em. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 18D ạ. 18D là một cây tím bớm ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 50. Dạ 18D em xin giao lưu là 280 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 19D ạ. Dạ 19D là một cây tím siêu bông ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 50. Dạ 19D em xin giao lưu là 240 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 20D ạ. Dạ 20D là một cây kết chùm nha cô chú anh chị. Cây đàn xe búp của anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 50 ạ. Dạ 20D em xin giao lưu là 300 ạ. 300 em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cái này thì có cái tược nào này nó bị ghép, nó bị ruột á. Nếu mà cô chú anh chị nào mua ủng hộ em thì em sẽ cắt bỏ em chét keo nha. Nó cũng là dư màu nha cô chú anh chị. Cái tược đó là tược dư màu rồi. Cái này em ghép gồm có là màu cam là 1, màu đỏ là 2, màu hồng là 3, màu trắng là 4. Ok. Đỏ là 1, trắng là 2, cam là 3, trắng phớt hồng là 4, trắng tinh là 5,
Dạ có 5 màu cô chú anh chị. Dạ tiếp theo lên cho mình là mã 21D ạ. Dạ vòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 45. Dạ 21D em xin giao lưu là 250 ạ. Cái này thì em ghép còn có tiểu Ấn Độ là 1. Arana là 2. Là somoi cam là 3. Dạ em ghép 3 màu của chú anh chị. Tiểu Ấn Độ lên qua mà hai màu này nó chưa lên qua. Tiếp theo lên cho mình là mã 22D ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 22. Dạ cao là 80. Tán ngang là 40. Dạ 22D em xin giao lưu là 350 ạ. Cây này thì em ghép gồm có 3 màu nha cô chú anh chị. Một là tiểu Ấn Độ, hai là Ana vàng, ba là Modugin. Dạ em ghép còn có 3 màu. Hai màu này thì nó khao hoa, còn cái Modugin nó chưa khao hoa. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 23D ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 22 ạ. Dạ cao là 82 ạ. Dạ tán ngang là 45. Dạ 23D em xin giao lưu là 350 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép còn có 3 màu ạ. Một là Adana, hai là son môi cam ạ, ba là tiểu Ấn Độ ạ. Dạ tiếp theo lên cho mình là mã 24D ạ. Mã 24D là cũng một cây mũ sắc Thái nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 20. Dạ cao là 84. Dạ tán ngang là 50. Dạ 24D em xin giao lưu là 350 ạ. Mũ sắc Thái này thì em ghép mà có là 6 màu nha cô chú anh chị. Một là màu đỏ, hai là màu tím, ba là vàng, 4 là màu cam, 5 là màu trắng, 6 là màu hồng phấn ạ. Dạ em ghép cũng có 6 màu nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 25D ạ. Dạ 25D cũng là ngũ sắc Thái nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 17. Dạ cao là 88. Dạ tán ngang là 50. Dạ mã 25D em xin giao lưu là 300 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây này thì em cũng ghép gồm có 6 màu nha cô chú anh chị, đủ 6 màu nha. Một là màu hồng phấn, hai là màu tím, ba là màu vàng, 4 là màu cam, 5 là màu đỏ, 6 là màu trắng ạ. Dạ đủ 6 màu nha cô chú anh chị. Dạ thì mã 25 cũng là mã cuối clip của em ạ. Em mong cô chú thương tình ủng hộ cho em ạ. Và em cũng xin cảm ơn cô chú thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Pháp Thái cũng như ủng hộ cho nhà vườn em ạ. Em xin thành thật cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Ngọc nha.